quá. Mấy chục cân? 5-7 cân nó biết, gần 6 cân. Đó, ghi được con có 48. Em bắt con to rồi đi rồi lấy cho em 5 cân ba chỉ. To này thì bữa 65 bắt thì bắt con to này đó nhưng mà đổi một tí. Đổi con khác, đổi con bố. Đổi hai con của con nhỏ hơn. Coi. Mẹ nâng con một mông vải nha mà cái gan đường tổ này cũng mau ăn thức thì lùa con được ra rồi bắt con lên sau. Cân tiêu chí 5-7 thôi. Quá ăn chín mình chậm đấy. Cân nhỏ hơn được 8 cân. 240 thôi. Ba con 348. 340. Anh làm lớn đi có bàn riêng đi. Bỏ phun gốc. Thank you.
Con đang đau chân rồi ơi. 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 Ơi.